Xin mến chào quý anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú này. Nay thì lâu lắm em mới lên video lại vì đợt này em khá là bận nên là em cũng không có thời gian làm video lắm. Tuy nhiên các cái việc mua hàng hay là đấu giá em vẫn làm bình thường. Các khách vẫn đặt hàng đều bên em rất là cảm ơn tất cả anh chị cô chú đã luôn ủng hộ. Ví dụ như trước mặt của anh chị cô chú ấy là mấy cái thuốc thực phẩm chức năng trong đột quỵ mà anh khách đặt này. Rồi các cái bàn chải đánh răng sạc điện về cho người lớn trẻ con thì dùng được. Đấy thì một cái bàn chải đánh răng kia có một cây chải và năm cái đầu á, cái bàn chải đi kèm thì giá về Việt Nam chỉ có hơn 600.000 thôi. Mà dùng một sạc một lần là dùng được cả 3 tháng, đánh 3 tháng mới phải sạc, mới phải sạc tiếp. Mà một cái xét như này nó có đánh được 1,5 năm thì mới hết đầu, nên là thoải mái cho anh chị của chú đánh luôn, mà sạch sạch hơn là mình đánh bằng tay rất là nhiều, nó rung, nó đánh sạch những cái trong những cái sâu mình không đánh được, nó vào nó đánh sạch lắm. Quý vị có thể dùng tin dùng luôn, em dùng một lần ok nên là em mua cả nhà cái này dùng luôn á anh chị của chú, trẻ con người lớn dùng hết. Thì quay lại video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với anh chị cô chú mấy mẫu đồng hồ cũ cũng như là đồng hồ mới có đang sale đợt này. Thì về dịp lễ tháng 4 tuần lễ vàng của Nhật này sale nhiều lắm, đồng hồ mới sale nhiều. Ví dụ trước mặt anh chị cô chú đây là một cái sản phẩm Seiko mới tinh SCVE053 này, mới tinh từ nhà Automatic Made in Japan này. Đây có tem đi kèm chứ. Đấy, SCVE053 chấm nước 13 tương đương 100 m này. Con này là có ghi đây là 24 đá này, máy là 4R38 và ghi độ trễ của thời gian là từ âm 35 giây đến 45 giây. Con này thì có automatic tự động, có cộng với lên cơ lên cót bằng tay. Đấy, tích hợp cả đôi đường luôn. Made in Japan này. Đấy, hộp mới và hướng dẫn sử dụng có thẻ bảo hành đi kèm của Seiko luôn anh chị cô chú nhé. Mặt là mặt màu đen và lộ cơ góc 9 giờ. Size của nó là 42 41 mm này. Xem niêm yết giấy tờ là 42, cái này thì 41.5 41 là gần 42 chút đó. Đấy thì có thể quý vị anh chị cô chú có thể thấy được là cái tim máy thì đang còn hoạt động. Đấy. Và dưới góc 9 giờ thì dưới góc 6 giờ thì là dòng chữ Made in Japan, 12 giờ là Seiko và 9 giờ là cái tim máy đang lộ ra. Hàng này là hàng mới 100% nha quý vị anh chị chú, nguyên nguyên bót này. Và giá của nó là 3.800 yên, chưa thuế, vào tầm 3 sen nữa thì là tầm 3.300 đó, 3.300 thì hiện tại đang rơi tầm 6 triệu, 6 triệu thôi. Còn 6 triệu bên này đối với thời điểm hiện tại mà nó thấp thì gần 6 triệu đối với tiền mà tiền mua 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 man để nhập mua hàng ấy, thế là gần 6 triệu. Thì tuy nhiên nó sẽ giảm sale sale 3 40%, thì tại về Việt Nam chỉ hơn 4 triệu thôi, nó rẻ hơn được vài triệu rồi. Đấy thì đây một cơ hội hàng sale của anh chị của chú có thể mua. Mà em cũng đăng nhiều trên Facebook ấy. Quý vị anh chị cô chú có thể là vào lúc Viết Phú. Em thì đang ở Nhật thì hàng sale thì em có thể mua cách dễ dàng, em sẽ gửi, em gửi thường xuyên tuần nào em gửi hàng quý vị anh chị cô chú nhé. Video em dạo này em ít em không có thời gian đi làm, nhưng mà tuy nhiên thì cái hàng tuần nào cũng gửi. Đa số các cái dòng điện thoại laptop bên em gửi nhiều cũng cộng với các cái hàng mà khách đặt á. Tuần nào em có em gửi luôn. Thì đầu tiên sau cái sản phẩm mới này chúng ta đi vào hàng cũ. Sản phẩm số 1, sản phẩm này bán giá 900.000 này, một sản phẩm màu xanh lục lục bảo ngọc của Seiko 5 này, quý vị nhé. Seiko 5 Actus này. Đây là một sản phẩm máy automatic Made in Japan, mà dành cho thị trường Nhật Bản luôn. Đấy có quý vị có thể thấy là đây nó đang ghi chỗ này là cái ngày thứ bảy này, thổ này, thổ là thứ bảy này. Đấy, hiện tại là kim đang dừng này. Em sẽ lắc cái vị gì của. Đấy, quý vị có thể thấy là kim nó chạy ngay. Đây, một cái sản phẩm automatic cơ tự động thì lắc cái nó chạy liền. Sản phẩm này thì đây, Seiko Made in Japan này.
4N3579 này. Đấy. Water resistant. Đây thì dưới này có 21 dưới góc 6 giờ có dòng 21 đá này. Size của nó là 37 mm, đối với những người tay nhỏ thì đeo được. Và 21 đá này, góc 3 giờ là ngày và thứ. Thì em có để trong hộp nó không chạy, còn lắc thì đeo đi tay khởi động cử động thì nó sẽ là hoạt động bình thường, không vấn đề gì cả. Đấy, quý vị có thể có thấy. Đấy. Kim dây hoạt động nói chung là hoạt động bình thường. Trên các kim thì có cả phản quang luôn. 21 đá thì vẫn gắn đều, không không có bị bong tróc gì hết, màu xanh lục bảo ngọc rất là đẹp. Sản phẩm này em bán giá 900 nghìn ạ. Đây, đem nó bị rơi này. Phần số 1 900 nghìn, video số 6 Seiko em viện automatic. Đây là một sản phẩm thứ hai này. Đây là một sản phẩm đồng hồ nữ Mark. Hoạt động thì hoàn hảo rồi, ngoại hình thì đẹp không phải chê luôn, gần như là mới. Đây là một sản phẩm Water Resistant 5 atmosphere, tương đương khoảng 50 m. Đấy. Và đây là một sản phẩm của Mark by Mark. Gia cốt này là của nước nào chứ không phải của Nhật rồi. 36 mm dành cho nữ. Số 2 bán 1,1 triệu. Con này rất là đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 đá rất là đẹp, là 8 đá 8 màu khác nhau rất là đẹp. Hoạt động thì hoàn hảo không vấn đề gì cả. Hàng số 2 viện chiều chú nhé. 1,1 triệu. Sản phẩm 3, một sản phẩm cho nữ tiếp. Hai một sản phẩm Cargol. Con này 650 nghìn. Đá rất là đẹp. 34 mm. Hàng này thì thôi, trên video này thì đây là cang gôn của Australia này. Đấy thì trên video này nếu anh chị có chú nào mua trên video này thì em bán luôn 400 nghìn cho con số 3 này. 650 nghìn thì bán luôn 400 nghìn luôn. Cho nữ. Tiếp theo một sản phẩm dành cho nam, đồng hồ của Garmin. Con này sản phẩm này có size 41 mm, hoạt động thì không vấn đề gì. Máy bằng pin chạy hoạt động bình thường. Cũ lên những cái vết nó bị xước này chắc là khó đánh khỏi. Cái này nó có cái quai bằng da rất là xịn luôn. Da này ấn lồi lên liền. Đấy, tí là cái quai này thì nó đi nguyên bản theo cái đồng hồ luôn. Ở trong này thì nó không có ngày tháng gì đây ạ. Cũng không ghi là đằng sau nó có ghi là chống nước 30 m này. Đấy. Xếp không gì này. 316 này. Đồng hồ Garmin Watch. Đây trong sản phẩm này bán số 4 là bán 500 nghìn ạ. 41 mm này anh chị của chú. Phần số 5 này. Olive này là một sản phẩm cũng bán rất nhiều thịnh hành bên Nhật này. Mà cái sản phẩm này thì Olive 40 mm, có góc 6 giờ thì có thêm cái ngày. Đấy, số 5 em bán với giá 600 nghìn. Đây, con này thì hoàn toàn rất là đẹp. Water Resistant Lip là một sản phẩm rất là thịnh hành ở bên nội địa Nhật Bản này. Đấy, 600 nghìn, 40 mm dành cho các anh có cổ tay tầm 16. Đây là một số 5 và sản phẩm số 6. 6 là một sản phẩm Thụy Sĩ này cho nữ, rất là đẹp. Còn gần như năm mới cái này về lau qua, cái núm có bóng đá gắn đá đẹp. Đấy. Đúng gắn đá đỏ đẹp ghê. Trên này hình có một đôi bò sữa của Switzerland này, Thụy Sĩ này. Ở đây thì có size là 34 mm và quai là quai da nguyên bản của nó. Sau này thì có ghi là máy quạt mà thép không gỉ của Made in Swiss Made này. Đồng hồ Thụy Sĩ này. Quai nguyên bản đi theo này, trên này có thêu hoa văn bằng thêu luôn này, không phải in nha quý anh chị của chú nhé. Hoa lá cây cỏ gì đây, chỗ cái trang trại đuôi bò này, Swiss Made này. Số 6 600 nghìn ạ. Sang số 7 ạ. Số 7 là một cái sản phẩm Reguno của Citizen. Cái thương hiệu Reguno của cái nhà sản xuất Citizen. Và cái sản phẩm này thì dùng công nghệ solar đặt pin năng lượng mặt trời. Cứ ra ánh sáng là sẽ sạc pin và chạy thôi. Và cái size 33 mm dành cho nữ 400 nghìn. Nói chung là đẹp nguyên bản luôn. Đấy, quay ra rồi mọi thứ đều nguyên bản. Và cái dòng Citizen ấy, thì các cái dòng Reguno này
Reguno thì nó sẽ lắp hoàn toàn 100% bên Trung Quốc nhá, 400.000 sản phẩm số 7 ạ. Sản phẩm số 8 này, số 8 là một sản phẩm gì đây ạ? Của con này có cái quai, bản quai rất to, bản quai rơi tầm 29-30 mm luôn, 30 mm, và một sản phẩm watt nên luôn, watt máy quát này 400.000 số 8. Con này thì bằng sản xuất là bằng 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 titan, stainless steel, thép không gỉ và Japan aluminum. Con này thì chắc là kết sản xuất tại Trung Quốc. À, con số 8 đoán 400.000. Hoạt động thì không vấn đề gì nha anh chị cô chú. Còn ngoại hình vẫn còn đẹp. Phẩm 9. 9 là một cái sản phẩm Playboy, một Playboy là một thương hiệu khá là có tiếng. Đấy, thì 33 mm dành cho nữ, quai da rất là xịn. Mặt trên này rất là xịn, chưa thay đổi gì luôn. Mặt dưới thì nó có bị bong tróc một chút ít này. Nhưng cái lớp ngoài này bong tróc, còn lớp trong này vẫn còn ngon lành này, xịn luôn. Này bạn mua nhận 300.000. Anh chị nào mua 200.000 em vẫn bán luôn. Đó, số 9 đó. Số 10 thì nó rất đẹp. Mình cho nữ một sản phẩm gì đây ạ? Studio Clip, à số này khá là lạ. Zaman Woman. Quay thì bằng quay da rất là xịn luôn, chưa có một cái hề hẳn gì luôn á. Giá 250.000. Một chân nữ da size 31 mm. Hoạt động thì không vấn đề gì, máy pin. Số 11 nha anh chị cô chú. Số 11 là sản phẩm của Casio Edifico. Edifico là 40 mm, khá là đẹp. Và có hai núm, một là đèn. À, đây thì có đèn không? À, không phải đèn. Đấy, có hoạt động và bấm và dừng thôi. À, thì máy này là máy pin. À, và chống nước 100 m. Ủa, khá là dữ. Đấy, thì con này thì khá là hâm hố, khá là đẹp. Nó đối với trong tầm giá 250.000 thì em nghĩ là khá là ok. Đấy, nguyên quai đi kèm cổng sản xuất luôn ấy. Đây có một cặp đồng hồ Seiko 21 đá và gì đấy, Seiko ở con này cũng 21 đá. Thì hai con automatic, không 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 kim dây. Con nữ cái này thì bán luôn 150.000 hai cái này. Đấy. Còn đẹp, hoạt động bình thường, không vấn đề gì. À, nhỏ này thì chắc kén khách em bạn. Mà nó trong cái mặt trong này màu xanh khá đẹp đấy, xanh lục là khá đẹp. 150.000 đôi. Thanh lý. Còn đây là mấy cái đồng hồ G-Shock hết pin. Đồng hồ G-Shock thì chỉ về thay pin là lại trâu bò như thường thôi, 1, 2, 3, 4, 5 cái. Nếu các anh chị cô chú là mua 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 cả 5 cái luôn, bán 500.000 luôn cả 5 cái luôn. Về thay pin là có bạc thôi. Đấy. Pin ở Việt Nam nó cũng rẻ thôi, không đắt, 500.000 5 cái. Toàn hàng hàng giữ không anh chị cô chú. G-Shock là anh chị cô chú biết rồi. Nó là một trong những thằng rất là trâu bò, đi rừng, đi đồng, đi thể thao, không phải nghĩ luôn. Nó hết hết đồng hồ rồi, chúng ta sang một phẩm mới là một cặp gì đấy, một cặp bật lửa hết hết ga của LM LM bơm ga đây. Đấy, đá thì không biết còn không, đá vẫn nháy này, vẫn nháy, bơm ga vào là lên lửa rồi, nó vẫn lên lửa đó, hết ga rồi, vẫn lên lửa mà ga kiểu nó hết rồi. Đấy, bán một đôi này bán luôn 300.000 luôn, nó vẫn lên đấy, à, ngon, à, nó hết ga này, lâu ngày bật cả nó lên thôi, bung ga vào bán luôn, 550 một cái, 300.000 một đôi, hàng đẹp long lanh, đấy, nguyên bản luôn. Về chỉ bơm ga là bật. Đấy thì nay em xin giới thiệu đến anh chị cô chú một số mẫu đồng hồ cũ mới, cũng như là một số cái sản phẩm mới bên em đang bán được nhiều. Bạn nhảy răng đây, có thêm thằng này R&B chính hãng này. Cái này là dạng dung pin, tuy nhiên đánh rất là dữ, rất là đánh rất là sạch, kháng nước. Rồi một cái này Việt Nam chỉ có chưa này bộ hơn 400 nghìn á, 480 nghìn cả ship về Việt Nam.
Đó thì đánh rất là sạch, đánh cái vòng tròn nó quay đánh rất là kỹ, sạch ra đánh xong rồi mê đi luôn đó. Đấy, còn mấy cái kia nữa, thuốc thang rồi chạy răng rất nhiều luôn. Cũng may có nhiều khách cũng quan tâm đến vấn đề răng miệng, sức khỏe, chăm sóc sức khỏe nên là mua thuốc và mấy đồ này mua rất là nhiều, nên em cũng có hàng gửi đều cho anh chị của chú. Em xin chân thành cảm ơn. Đấy thì